truyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 6 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Người đàn bà tự thú. Từ ngày em đưa bản mật trình tố cáo các hành vi khả nghi của Nghiêm Tử Đàm cho Fury và nhận được ở gã mấy lời khen ngợi, em luôn luôn nghe ngóng xem Berdambiro có tỏ ra thái độ gì với Đàm không. Song trên thực tế, hắn không mảy may bị phiền hà. Những bản mật báo theo dõi hàng ngày của đám lính kín cũng không có chi tiết nào động đến lông chân của ngài Dr. Đàm. Trái lại, vai vế của gã được nâng cao. Em đã về vãn chiều lòng Fury hết mức để tận dụng bàn tay quyền lực bí mật này trả thù giúp em. Nhưng Fury thường chỉ trả lời một câu ngắn gọn: em phải biết đặt công vụ lên trên tư thủ và kiên tâm chờ đợi. Nếu Đàm có tội thì chậm mỗi ngày tội càng thêm dày, hắn sẽ không thoát khỏi đòn trừng phạt của em đâu. Em không có sức mạnh để trả mối tư thù, chỉ còn đợi sự trừng phạt của pháp lý. Em sợ rằng thời gian giúp nó củng cố được vị thế, thoát khỏi uy quyền của anh mất. Fury nhún vai. Tiếc là những yếu tố em cung cấp chưa gọi là bằng chứng pháp lý đủ để kết tội một công dân. Anh cần thu thập thêm những tin mới chưa bị lòng hận thù làm cho biến dạng. Em thất vọng và hiểu rằng không thể thao túng Fury bằng tình cảm hoặc những trò hối lộ vong thân hiến xác. Rồi một hôm đọc báo, em thấy tin bác sĩ Nghiêm Tử Đàm mất tích. Em vui sướng vì lòng ham muốn trả thù được thỏa mãn. Em cầm tờ báo chạy đi tìm Fury. Gã tây lai uống rượu say bét nhè, ngả người trên ghế vô tơi. Anh đọc tin nhà chưa Fury? Đàm mất tiêu rồi. Cô mừng lắm mà, hãy cảm ơn Chúa đi. Em hôn túi bụi lên bộ mặt đỏ nhừ, lên làn môi sặc hơi men của gã. Chính anh đã tóm cổ hắn đúng không? Em phải cảm ơn anh chứ. Em muốn Đàm vào tù, anh tống nó vào tù. Em muốn Đàm chết, anh tặng nó viên đạn. Sướng chưa? Sướng lắm. Em muốn thưởng công cho anh ngay bây giờ. Không có mề đay, nhưng cái này chắc anh cũng khoái. Em nhả nhớt kéo tay Fury đặt vào chỗ ấy. Ta lên giường chứ. Cút đi. Hắn giật tay em ra, thét vào mặt em. Cô cút ngay đi, cho khuất mắt tôi. Fury trừng cặp mắt đỏ ngầu, cằm bệnh ra, run lên như một thằng điên. Cái màu xanh hồ thủy đáng yêu của hắn biến đâu mất. Ôi, em xin lỗi. Có chuyện gì làm anh không vui? Cút. Hắn xé tan tờ báo em vừa mang đến, rồi đập tay xuống bàn, làm bút giấy tung lên. Em hoảng sợ đi giật lùi, rồi quay ngắt lại, biến thẳng ra cổng. Về đến nhà, nhìn thấy bé Hoàng Yến nằm trong nôi, chân đạp, tay bắt chuồn chuồn, miệng tét cười như muốn đòi mẹ bế. Em bế con giận nựng. Lạy Chúa em tôi, chị thương em gái bé bỏng của chị. Bỗng nước mắt em ứa ra. Em vừa vui mừng vừa sung sướng biết bao khi nghe tin bố nó bị mất tích. Sự đời mới thật trớ trêu. Nhưng tại sao Fury lại nổi nóng điên khùng khi thấy em báo tin này? Có khi Đàm chưa chết. Chắc hắn đánh hơi thấy bị lộ nên đã cao chạy xa bay, trốn biệt ra vùng kháng chiến. Fury không chịu nghe em nên trượt mất con mồi to. Buồn tình tu rượu giải sầu thì em xuất hiện không đúng lúc. Hơn nữa em lại hí hửng thông báo tin vui. Làm thế có khác gì cù chúng vào vết thương thảm bại của gã. Và thằng phu điên đã nổi luôn cơn thịnh nộ xuống đầu em. Lạy Chúa. Hai ngày liền em không dám đến gặp hắn. Ngày thứ ba, bỗng Fury gọi điện thoại cho em. Alo, Bạch Yến đấy à? Lại cho anh ngay đi. Anh đang mong em mang phần thưởng đến cho anh đây. Nghe giọng nói vui vẻ của gã, em vội vàng đạp xe đến căn nhà trai xuân ở phố Nhà Xiêm. Bộ mặt Fury tươi tỉnh lạ thường, em xà vào lòng hắn trách yêu. Ghẹt quá, hôm nọ bỗng nhiên lại nổi nóng quát nạt người ta. Xin lỗi, bữa đó em báo cho anh một tin rất vô duyên. Cả phần thưởng em công bố cũng không đúng lúc. Thằng Đàm chó đẻ vừa trốn thoát khỏi cuộc phong tỏa ngầm của anh. Báo chí phỏng vấn lung tung, suy đoán bậy bạ. Gia đình thân chủ
thư kiện ầm ĩ. Cấp trên khiển trách anh dữ dội. Cảnh sát dã chiến phối hợp với quân cảnh mở cuộc điều tra, hành quân truy kích nóng nhưng không thành công. Nghiêm Tử Đàm lặn mất tâm. Trời ơi, thế mà anh còn cười được. Nếu anh biết nghe em, thì có phải tên Việt Minh quan trọng đó đã nằm gọn trong xà lim rồi không? Nhưng tính anh lại không thích đàn bà dậy khôn. May sao hôm qua thám tử của anh tiếp cận được Đàm. Hắn chui rúc trong một hang ổ gần nhà thờ Phú Mạc. Cuộc bao vây bí mật và chớp nhoáng diễn ra đúng như kế hoạch của anh. Đàm chống cự điên cuồng và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng đã bị bắn hạ. Lạy Chúa, Fury, anh thật tuyệt vời, đáng đời tên Sở Khanh. Trừ được con rắn độc lợi hại này, phải tính đến công phát giác của em. Sáng mai sẽ có cuộc họp báo để sớm công bố vụ này trước dư luận. Hàng chục tấm ảnh chụp tại hiện trường mô tả cuộc săn đuổi sẽ được phân phát. Nhiều đối thủ chính trị của Đặng Văn Can đòi mua những hồ sơ đặc biệt của Đàm. Trong số đó có cả mật thư tố giác của em. Họ muốn khai thác vụ bê bối này để thế chân Can trong danh sách chính phủ mới. Anh đang nắm trong tay nhiều đơn đặt hàng của các chính khách giàu có. Anh sẽ giàu to. Ta sẽ biết chuyển máu thành vàng, chuyển mất thành được, chuyển thua to thành thắng lớn. Xin chúc mừng anh. Ôi Fury, con người của lòng em. Anh cũng xin chúc mừng em, vừa lập được công tích, vừa trả được tư tù. Anh nhận phần thưởng của em ngay bây giờ được chứ? Được lắm, anh muốn món gì em cũng chiều. Fury vừa bế em vào buồng, vừa dụi đầu vào ngực em thì thầm. Anh thèm gặm món bánh kẹp thịt McDonald's. Bạch Yến hoàn toàn không biết gì sự thật về vụ hạ sát Đàm. Nghiêm Tử Đàm không còn là cán bộ kháng chiến từ hôm tên hung tần Fury xuất hiện ở nhà cô. Phòng nhị pháp phát hiện một làn sóng ngắn khác lạ phát định kỳ vào 1:15 các ngày lẻ. Trước tiên chúng cho ngắt điện bất chợt để xác định miền phát sóng. Sau đó mấy chiếc xe điện thám tầm phương cụ kỹ pháp thu được của Đức được huy động vào việc định vị điểm phát sóng. Giao điểm của những đường định hướng cùng với độ cực đại đã xác minh đối tượng và ngôi nhà đặt máy. Những tên chỉ điểm mò đến đúng giờ phát để nghe ngóng, quan sát. Chúng thu được tiếng ma níp bằng máy cảm âm siêu nhạy. Chúng cũng nhìn rõ ánh sáng mờ ảo trên khuôn cửa kính ở phòng tầng trệt. Cơ quan chỉ huy The Bambiru định tung lưới vây bắt tại chỗ, nhưng Paul Fury phản đối. Tôi thấy cần bí mật điều tra xem kẻ hành động là ai. Có nhất thiết phải triệt phá căn cứ thông tin độc nhất này của Việt Minh không? Tại sao không tận dụng đó để phục vụ cho những mục tiêu lâu dài của chúng ta? Tôi xin được giao đặc trách vụ này. Ý kiến của Paul được thượng cấp chấp thuận. Chỉ 2 ngày sau, Fury nắm được lý lịch từng người trong căn nhà này. Bà mẹ và cô con gái sống ở tầng trên. Gia đình có con trai là Nguyễn Xuân Phong, tham gia vệ quốc quân, từ trận trong những ngày đầu chiến tranh ở Hà Nội. Tầng dưới là một sinh viên y khoa mới tốt nghiệp. Nghiêm Tử Đàm ở trọ, hồi cư năm 1948. Đàm khai là bộ đội kháng chiến, đảm nhiệm về học nốt chương trình đại học y khoa với danh nghĩa là bạn cũ của Xuân Phong. Đàm được gia đình này chứa chấp. Fury chẳng lạ gì Đàm, trước đây họ là bạn học của nhau ở Lycée, cùng thi Bắc năm 44. Khi Đàm vào học y khoa thì Fury làm công chức tập sự cho sở mật thám. Thế là Fury quyết định tiến hành cuộc thăm viếng bất ngờ, tác động tâm lý, chiêu dụ đối thủ. Nếu thành công thì y vừa sử dụng vừa theo dõi thử thách. Khi đủ tin cậy sẽ được chấp nhận là nhân viên DB chính thức. Nếu có biểu hiện chống cự hay trá hình thì sẽ bị khóa tay ngay. Thấy Fury đến nhà bất ngờ, Đàm cũng giật mình hoảng sợ, song vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Sau vài lời chào hỏi xã giao, gã Tây Lai đi vào nội dung chủ yếu ngay. Tôi nghe tin cậu trở về, hoạt động bí mật ở trong thành, cho Việt Minh chống lại quân đội Pháp và chính phủ của quốc trưởng. Tôi rất thán phục tinh thần dũng cảm của cậu, nhưng cậu đã nghĩ đến tương lai của mình chưa? Tôi từ bỏ hàng ngũ Việt Minh lâu rồi. Tương lai của tôi là nghề y, cứu nhân độ thế. Tôi chẳng chống lại bên nào. Tôi chỉ muốn hành nghề chuyên môn,
một công dân phi chính trị. Fury cười. Đáng tiếc là phòng nhì lại có cả tập hồ sơ dày về cậu. Y quăng cho Đàm một tệp ảnh. Cả lũ trợ thủ của cậu cũng không qua nổi cặp mắt giám sát của mật thám. Cậu nhận ra đồng bọn của mình chứ? Đàm liếc qua, mặt mày xanh tái, chân tay buồn rụt, nhưng vẫn nói cứng. Thực ra mấy người này cũng chỉ là bệnh nhân quen sơ sơ ở phòng khám thôi. Tôi không hiểu công việc của họ và không có trách nhiệm gì với lời khai của họ. Chưa ai động đến chúng nên chúng chẳng có lời cung nào. Vì tình bạn, mình muốn giúp cậu thoát khỏi tù tội tra tấn nên mới đến đây bàn cách gỡ cho Đàm. Cậu nên tự thú và tình nguyện cộng tác với quân đội Pháp. Như thế bản thân cậu vẫn là kẻ cao giá, tương lai cậu chắc chắn được đảm bảo bằng vàng. Nhưng tôi có biết điều gì quan trọng để đáng tự thú đâu. Những việc làm trước kia cho Việt Minh tôi đến khai từ ngày hồi cư rồi. Phù Lai nghiêm mặt, nắm tay đấm xuống bàn. Thấy cái máy vô tuyến điện đặt trong buồng cứ 1:15 lại phát sóng thu tín hiệu suốt 2 năm này, cậu đã khai báo chưa? Nghiêm Tử Đàm thót tim, cứng họng, cúi đầu nuốt khan, không biết phải trả lời ra sao. Khi nỗi khiếp sợ nâng đến cung bậc cao thì Phu Ly lại tìm cách hạ nó xuống bằng nét mặt bao dung, bằng cái vỗ vai thân tình để trấn an. Cậu tin mình thì mọi chuyện đều chưa đến nỗi tồi tệ. Nếu không gặp chỗ quen biết như Bình thì giờ này cậu đã nằm trong nhà đá, hoặc tệ hơn là chết không toàn thây rồi. Cảm ơn Fury rất nhiều. Đúng là tôi đã nói dối cậu. Tôi sợ tôi bị kẹt giữa sức ép trừng phạt của cả hai bên. Được rồi, bây giờ cậu đi ăn trưa với mình đi. Ta cần uống một ly để chúc mừng bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của chúng ta. Còn nhiều thời gian để nói tiếp câu chuyện này kỹ lưỡng hơn. Đàm theo Fury ra xe, đến một tiệm ăn ở cầu gỗ. Trong suốt bữa, Fury không đả động gì đến chuyện bỏ dở khi lái xe trả Đàm về ở giám. Fury nghiêm khắc nhìn Đàm và thì thầm. Nhớ là không được thay đổi gì nguyên trạng. Nếu cậu để lũ tay chân chạy trốn, đốt tài liệu phi tang, ngừng phát sóng hay di chuyển điện đài chạy tội, đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng đó. Mạng lưới của cậu đã nằm trên đường ngắm của các họng súng bí mật, không có cách nào thoát khỏi vòng phong tỏa của DB đâu. Đừng kinh suất mà mất mạng đấy. Tuân lệnh, Đàm trả lời gọn gàng như một kẻ thuộc hạ trung thành, khiến Tuân Fury mỉm cười hài lòng. Những ngày sau đó, gã Tê Lai đến gợi ý, hướng dẫn, chỉ đạo, làm cho Đàm viết lời phản tình và làm đơn xin phục vụ trung thành, tận tụy cho cơ quan tình báo Pháp. Mình sẽ là người duy nhất đại diện cho Đơ Bê tiếp xúc với cậu. Lương tháng sẽ chuyển vào một chương mục bí mật của nhà băng Đông Dương. Cậu đến lĩnh hàng tháng hay dành đến cuối năm lấy cả vốn lẫn lãi cũng được. Yêu cầu một số đặt ra là phải giữ được tín nhiệm với Việt Minh. Có thể bước đầu chúng ta phải hy sinh cho họ một vài miếng mồi ngon, sau đó sẽ đòi họ hoàn vốn, trả lãi gấp 100 lần. Tôi hiểu. Là gián điệp, cậu sẽ được đảm bảo an ninh từ hai phía, song cũng phải chịu đựng sự trừng phạt gấp đôi nếu để lộ bộ mặt thật của mình. Đàm phải nhận thức được rằng theo Việt Minh cộng sản là còn tương lai. Sau thất thủ của quân Pháp ở phòng tuyến biên giới, Việt Minh tưởng có thế tận dụng được sức mạnh nam hạ của Trung Cộng để đẩy tụt quân Pháp sâu xuống phía nam. Song thực ra Tàu Đỏ và nhận thức được điểm dừng của họ. Kết quả là Việt Minh đã bị chặn lại ở hàng loạt chiến dịch sau đó. Nay thì cục diện đang được đổi ngược. Mỹ chứ không phải Trung Cộng tiến vào Đông Dương. Trước hết là sức mạnh tài chính, sau đó là có thể không lực. Nếu cần thì sẽ tới hỏa lực bộ binh. Cậu phải biết chọn chúa mà thờ thì mới tìm đúng lẽ sống cho tương lai bản thân được. Trước kia tôi theo Việt Minh, nay đầu hàng quân Pháp rồi thì không còn đường quay lại nữa. Tôi thề sẽ trung thành với Đơ Bê và cá nhân Bôn Phù Vi. Rất tốt, nhưng tôi không thể công khai gặp gỡ cậu thường nhật được. Cô Bạch Yến xinh đẹp trong ngôi nhà cậu sẽ trở thành mục tiêu tình ái cần săn đuổi của kẻ si tình này. Thiên hạ sẽ phân tán vào mối quan hệ của chúng ta. Như vậy có lợi cho công vụ hơn.
Tam thấy nhói một nỗi ghen tuông thầm lặng trong tim, nhưng thân còn chẳng tiếc. Tiếc gì nữa duyên, kẻ đầu hàng cần có món quà làm vừa lòng chủ mới. Ồ, cô Bạch Yến rất dễ thương, lại đang kén chồng, có người bạn gái như thế, tôi tin là cậu sẽ dễ chịu. Nhưng cậu có thấy dễ chịu không? Xin lỗi, hình như Đàm cũng có mối quan tâm đặc biệt tới nàng. Như mọi kẻ nam nhi hiếu sắc, tôi cũng thích chuyện trò đi dạo với cô ta. Song đó chỉ là trò chơi lãng mạn thôi. Nếu tòa thích thì Moa sẵn sàng đóng vai ông Tơ Bà Nguyệt tác thành cho. Cảm ơn, trước mắt thì Toa phải giữ kín chuyện này để cho nàng được tự nhiên. Bạch Yến rất hồn nhiên và đa cảm, Moa tin là Toa dư tài thừa sức chinh phục nàng. Đàm sẵn sàng chuyển đổi tình yêu để đạt được lợi ích khác. Trước là làm đẹp lòng Phu Ri, kẻ vừa là ân nhân vừa là quan thầy. Sau nữa, tình thế đã đổi thay, khi còn là tình báo kháng chiến, muốn có cái kén che đậy vững chắc hoạt động bí mật, Đàm lấy một cô gái có thân nhân hy sinh vì tổ quốc là thích hợp. Nay y đã đầu hàng phản bội thì lại cần người vợ giàu tài lực, cần một vị nhạc phụ có quyền uy giúp Đàm thỏa mãn tham vọng ngoi lên những nấc thang danh vị mới. Đàm nhớ lại lần được Thái Mỹ, ái nữ của thầy Can, mời đến dự lễ khai trương văn phòng luật sư ở Vũ Quán Thánh. Tan tiệc quan khách ra về, nhưng Đàm vinh hạnh được cô chủ giữ lại cho tham quan toàn bộ ngôi nhà lộng lẫy. Sau đó, nàng lại ban cho Đặc Ân ngồi trên chiếc xe Simca 8 màu xanh do Thái Mỹ lái đi chơi một vòng quanh Hồ Tây. Mỹ hơn Đàm 1 tuổi, cận thị, khô gầy đen đúa nhưng thông minh, giàu nghị lực. Cô dành cả thời xuân sắc trẻ trung cho học hành và đã khước từ một vài đám cầu hôn tỏ tình. Từ đó bạn trai không dám mon men tán tỉnh nàng. Vài kẻ xấu miệng đưa ra luận điệu rằng con gái học luật chỉ giỏi cãi chồng, vì thế mà nàng bị quá thì. Đàm là loại trí thức xuất thân trọc phú nhà quê, học giỏi nhưng có phần thô kệch thực dụng. Nhìn thấy ngôi nhà, chiếc ô tô và tấm bằng luật sư thì dễ xúc động hơn. Thêm vào đó được làm rể ngài Đốc Tờ, vị giáo sư đại học y khoa, nhà chính khách, có tên tuổi, có cơ hội tham gia nội các thì vinh hạnh quá. Thái Mỹ thì quả không xinh đẹp như Bạch Yến, nhưng tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. Thêm đi bớt lại tính toán chi ly thì chuyện hôn nhân với Thái Mỹ vẫn hời hơn lấy Bạch Yến nhiều. Nhưng vì Đàm chịu ơn Thủ Hoàn Vi với mẹ con Bạch Yến nên lật mặt ngãng ra, vội vàng cũng bất tiện. Này, nếu được gã Tây Lai thế chân để lấy cớ thoát lui thì thật là một cơ may. Thế là Đàm lại liên tiếp nhờ Bạch Yến tiếp Phu Ri, còn mình thì lật đến Phố Quán Thánh để tiến đánh mục tiêu. Trước đây thấy Thái Mỹ hơn tuổi Đàm, Đàm gọi bằng chị xưng em vì là con của thầy. Sau này hai người xưng gọi bằng tên trống không. Bây giờ đã tiến đến giai đoạn anh em ngọt xớt. Tuy ít tuổi nhưng Đàm đã nhiều lần nếm mùi đàn bà. Còn Thái Mỹ dù sao thì vẫn là một trinh nữ, phòng the chưa hề được vuốt ve hôn hít. Đàm bắt mạch được nỗi khao khát yêu thương cả thể xác lẫn linh hồn của cô gái quá thời. Y đã giành mãnh tung ra nhiều đòn gợi tình tế nhị, và đúng lúc Đàm đã thành công dễ dàng trong cuộc săn đuổi tình ái. Chưa đến hiệp 3, đối thủ đã hạ đỏ ván, hiến thân chịu trận một cách ngoạn ngục. Trong khi đó thì Phu Lai ra sức bám Bạch Yến nhằng nhằng, song kết quả vẫn là số không lộn ngược. Mỗi lần Phu Lai tiến sát tới mối quan hệ thân tình thì nàng lại né tránh táo lui. Những lời bóng bẩy trăng hoa đã được tán thưởng nhiều nơi, đem tái bản tại đây đều bị nàng lãnh đạm thờ ơ, không chịu hưởng ứng. Những cử chỉ vồ vập, giao cảm thể xác thường bị nàng khước từ, nghiêm khắc đẩy lui. Bồn Phu Ri cảm thấy niềm kiêu hãnh của mình bị xúc phạm. Y nốc rượu lu bù, trong cơn nửa tỉnh nửa say, y thực tà phản nàn với Đàm về những thất bại đầu tiên này. Đàm thân tình an ủi: cô gái nào được yêu lần đầu cũng kênh kiệu, làm duyên tí chút,
Nếu cậu kiên nhẫn theo đuổi thì sớm muộn nàng sẽ ngả vào vòng tay cậu. Từ trước đến nay mình chưa gặp con nào đồng đảnh kêu xa nhưng nàng. Bởi cậu qua lôi kéo mấy đầm ngoại hay đám con gái bán ba, cậu thường giành chiến thắng dễ dàng nên coi thường đối thủ khác. Không chừng chính sự kiêu sa độc đảnh đã tạo ra sức hút, thu hút mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, Fuji này cũng không hạ mình hơn nữa đâu. Cậu phải biết cách khuyên bảo nàng. Nếu cần, thì thông qua bà mẹ gây sức ép với nàng giúp mình. Khó mà gây sức ép với con tim được. Cả hai lại im lặng, tu rượu, theo đuổi ý nghĩ riêng. Đàm không thể công khai bộc lộ cho mối mai bị ổi này. Y hiểu rằng Yến còn hy vọng đi tới hôn nhân nên không thể có thái độ nhẹ dạ với Fury, bạn thân của người yêu mình được. Còn Fury thì khao khát chiếm đoạt nàng. Hắn lẻ nhẹ vỗ vai Đàm. Người ta có thể thành đạt ái tình bằng van xin cầu khẩn, nhưng có thể tóm được nó bằng sự chinh phục. Đã nói đến chinh phục thì các thủ thuật mánh khóe mưu mẹo đều có thể thực thi. Mục đích vĩ đại sẽ biện minh cho phương pháp thấp hèn mà. Thấp hèn nhưng phải ổn tọa, đó chính là cái khó của phương pháp. Fury nốc cạn ly cồn nhắc, vỗ vai kéo cổ Đàm lại sát mặt và thì thầm. Papa mình tỏ tình với Mama bằng một cú cưỡng dâm ngoạn mục đấy. Khi Mama vỡ lẽ thì tình yêu đã trôi tụt vào bụng rồi. Cậu ngạc nhiên lắm à? Như nước Pháp văn minh, Papa cũng yêu thương cái dân An Nam mọi rợ các cậu lắm đấy. Yêu nhỏ dãi dà. Nhưng nếu tỏ tình bằng lời không xong thì phải dùng dùi cui, súng đạn nện vào đầu cho đến khi nàng tỏ ra xúc động thì thôi. Cậu đã hiểu thế nào là mục đích vĩ đại sẽ biện minh cho phương pháp chưa? Ồ, nếu cậu muốn chinh phục ái tình bằng phương pháp lính tẩy đó thì Đàm này giúp được ngay. Bạch Yến giống như con ngựa bất kham, cậu cần có một tay giám mã cứng tay để luyện. Khi nào ngựa thuần rồi, mời ngài lên. Fury ấn ngón tay vào mũi Đàm. Cậu có thể dùng mệnh lệnh hay roi vọt để luyện, nhưng cấm được cưỡi trước. Lạy Chúa, nàng phải thơm ngon tinh khiết như báu vật hiến tế thần linh, rõ chưa? Từ tôi đã rõ. Nói cho vui lòng thằng Fury say rượu, chứ Nghiêm Tử Đàm lại nghĩ khác. Ngon lành thì chắc chắn, nhưng tình kiết thì không. Báu vật thì đúng, nhưng thần linh thì sai. Trước sau thì đây cũng chỉ là một cuộc chuyển nhượng ái tình, bán mua nhân phẩm, tồi tệ. Từ sự gợi ý đó, Đàm đã nghĩ ra cho đổ thuốc mê vào rượu cho Bạch Yến. Đàm trở thành một trợ thủ mẫn cán và đôi khi còn tinh danh táo vát hơn các quan thầy. Những kế hoạch chống phá ngầm tổ chức bí mật của lực lượng kháng chiến được Đàm bày đặt khôn khéo, kín đáo và có một hiệu quả. Không bao lâu, Đàm đã xây dựng được niềm tin với Đơ Bề. Nhưng trong cuộc hành quân báo gấm vừa rồi, thì Fury muốn tự mình điều dẫn một cách độc đoán, biến Đàm thành một con mồi thụ động. Đàm linh cảm thấy mình bị lộ, muốn khước từ cuộc gặp mặt Phú Mạc. Thay vào đó là công khai tiến hành ồ ạt những cơ sở nội thành, nhưng Fury không nghe. Y cần một chiến công nổi bật cho chính mình. Cuộc hành quân này thực hiện trên vùng đất được kiểm soát nên ưu thế luôn luôn thuộc về phía phòng nhì. Ngay cả những trường hợp đối phương gài bẫy thì cái bẫy của Fury cũng nhạy hơn, nặng hơn, to lớn hơn, đủ sức bao trùm đè bẹp cả bẫy lẫn kẻ gài của đối phương. Cuối cùng, tiếng Nghiêm Tử Đàm lại bị chết đuối trong một rãnh nước sâu không quá vài chục phân. Fury tức điên người, ngồi chờ cơn thịnh nộ của thượng cấp giáng xuống. Nhưng sự dối trá của trò chơi đã cứu hắn. Vụ thất bại này, thượng cấp cũng không thể đứng ngoài cộng đồng trách nhiệm. Phanh phui ra sẽ làm uy tín của Đơ Bê cũng bị dìm xuống bùn đen như cái xác của Đàm vậy. Chỉ bằng chuyển bại thành thắng, chuyển mất thành được. Trong cuộc họp báo, Đơ Bê đã công bố tội danh của tên điệp viên cộng sản Nghiêm Tử Đàm. Thấy bị lộ, Đàm đã đem nhiều tài liệu quan trọng định trốn ra vùng kháng chiến. Nhưng phòng nhì đã sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mở cuộc truy kích nóng, hạ sát được tên gián điệp quan trọng này trên cánh đồng Phú Mạc.
Sở dĩ một tuần sau tin mới được chính thức công bố vì lý do Phong Nhi chờ phản ứng của phía Việt Minh. Vũ khí điện đài, anh đồng sự, tài liệu mật mã của Đàm được đem trưng bày trước báo chí. Còn đây là vụ án chính trị làm hoen ố mối quan hệ gia đình bác sĩ Đặng Văn Can và ái nữ luật sư Đặng Thái Mỹ. Các đối thủ chính trị của họ Đặng tìm được cơ hội ngàn vàng, thuê mượn báo chí làm dùm beng vụ tai tiếng này. Nhưng toàn bộ sự bày đặt giả hiệu đó lại làm thỏa mãn mối hận thù của Bạch Yến. Hơn nữa, nàng còn được thưởng vinh thăng lên cấp Acid Brown vì có công đầu phát hiện ra gã tiệp viên cộng sản này. Tình cảm giữa em và Fury không xấu, đi cũng chẳng mặn mà thêm. Em nhận ra thân phận mình chẳng khác bao nhiêu cái điếm định kỳ, mỗi khi phải dấn thân đến tòa biệt thự độc thân của hắn. Từ đấy, trừ những công việc khẩn cấp, em mới chịu giáp mặt gã. Em khước từ những đêm khiêu vũ, những bữa cơm tối Phu Lai mời. Em làm tròn nhiệm vụ của một nữ thư ký thu tin. Còn bao nhiêu thời gian em dành cho việc chăm lo đứa con nhỏ xấu số của mình. Em rất thương yêu Hoàng Yến, nhưng trước mặt mọi người nó chỉ là đứa em gái cùng mẹ khác cha. Tiếng gọi mẹ đầu tiên là dành cho bà. Thực ra trò đổi vai tránh tiếng này chẳng lợi lộc gì. Sự khinh khi của họ hàng bạn bè chẳng đổ xuống đầu em mà cũng trút xuống lên vai mẹ. Chót đâm lao và theo lao. Chuyện đồn đại trăng hoa với ông chủ chính gây phương bại đến danh dự vợ con họ, nên nhiều lần mấy người này đến chất vấn gây sự phiền toái. Mẹ em khóc lóc thanh minh, nhưng xem ra sự dối trá không thể bảo lĩnh cho sự quang minh chính đạo. Mối quan hệ với họ đã suy đồi. Bà mẹ con bà cháu ru rú trong nhà. Các buổi lễ chầu cũng bị trễ nải. Cây đàn piano trở nên trầm tư, im hơi lặng tiếng. Mối tư thù được trả cũng nguôi ngoai, nhưng nỗi cô đơn thì hình như càng đè nặng. Em bỗng nhớ tới ông họa sĩ trong khu vườn ma quỷ. Rồi một bữa em nghỉ việc đạp xe lên thăm ông. Em thẫn thờ đứng trước cổng, không biết có nên vào hay không. Con chó vàng vẫn nhớ hơi, vẫy đuôi mừng tíu tít như có ý mời chào. Em đẩy cánh cổng dắt xe vào sân, rồi đi thẳng đến phòng khách. Tất cả đều vắng lặng. Muốn cho Lưu Ngọc bất ngờ, em rón rén lên gác. Bức chân dung quả thân của em vẫn bày giữa sườn vẽ. Sự việc diễn ra cách đây gần 2 năm rồi, sao còn mới mẻ như vừa hôm qua. Tác phẩm không được đưa sang phòng tranh, có nghĩa nó còn là phác thảo, chưa tu hành đắc đạo. Chẳng thể hiện thánh trong giáo đường thiêng liêng của họa đạo Lưu Ngọc. Nhưng ông không quăng nó vào đống esquite ở bên gió tường, chắc nó chưa hóa thân tạch ma quỷ. Ngắm lại mình trong tranh, em thấy xấu hổ vô cùng. Mấy ngày nào em còn nguyên vẻ thanh tân, trong trắng như bông huệ, giờ đây đã trơ cháo dạn dày, ô trọc như một thứ đệm thịt định kỳ. Nước mắt em tự ứa ra. Em bỗng thấy thương yêu ông họa sĩ giả cô đơn. Sự đồng cảm của hai số phận vừa chua xót vừa dịu ngọt. Nếu ông vẫn giữ được mối cảm tình với em bền lâu như đối với bức tranh kia, em tình nguyện xin lên đây sống với ông cho hết phần đời còn lại. Em sẽ là bà vãi quét cửa đền, là ông bõ gác nhà thờ, thành tâm với tín ngưỡng linh thiêng của cái đẹp tạo hình, phục vụ và tôn thờ vị thánh chủ anh minh của em, đại pháp sư họa giáo Lưu Ngọc. Sang phòng tranh cũng chẳng thấy mặt ông đâu. Còn một chỗ ẩn náu cuối cùng là phòng ngủ. Rón rén xuống tầng, em leo hành lang tới căn buồng cuối cùng. Có tiếng xô đẩy của chăn chiếu, tiếng rúc rích của đàn bà. Em ngó qua khe tấm màn cửa sổ thì lại chúa tôi, vị thánh chủ em tôn thờ đang hành lạc cùng một lúc với hai ả người mẫu. Một cơn ghen phi lý quặn lên dữ dội trong tâm hồn em. Tình yêu lẫn sự tôn sùng mù quáng cùng sụp đổ một lúc, làm em mất hết lý trí. Kinh tởm cho lũ đàn ông, cái thứ giống đực suy đồi băng hoại. Như một con điên, em chạy thẳng lên xưởng vẽ chủ tâm, phóng hỏa đốt đền. Mày sao không kiếm đâu ra lửa? Nhìn quanh quẩn, thấy con dao pallet quăng trên mặt sàn. Thế là em cầm lấy, hăm hở
rạch lên bức chân dung khỏa thân của mình hai vết dao hình chữ thập. Như một tên sát nhân, hành sự xong, em hoảng sợ lén rút khỏi hiện trường. Con chó vàng ve vẩy đuôi tiện em ra khỏi cổng. Về đến nhà, em vào buồng khóa trái cửa, quăng mình xuống giường khóc nức nở. Một tháng sau, đầu phố cửa Nam dựng một chiếc áp phích quảng cáo về Expo của họa sĩ siêu cảm Lưu Ngọc. Báo chí viết bình luận khen chê lung tung. Đặc biệt, họ nói đến bức tranh tự họa, một tác phẩm lạc loài, một tín đồ phản chủ, một Juda tân thời, một nữ quái bất trị, còn yêu tinh chui ra khỏi trai của nhà phù thủy. Tóm lại, là một cái gì đó tuột khỏi tầm tay điều khiển, vượt ra ngoài đạo nghệ của ông. Tin này kích thích tính tò mò nhạy cảm của em. Một buổi chiều, em đội beret, mang kính đen, mặc măng tô màu xám, như một thám tử thực thụ mò vào phòng gương nhà hát lớn xem triển lãm tranh Lưu Ngọc. Quan khách chen chúc đứng xuống vào chính giữa phòng. Để tránh chạm trán với tác giả, em cũng chen lấn vào đám đông. Thì ra người ta đang bị hút vào bức tranh tự họa. Phải nghiền cổ chen lấn mãi em mới nhìn thấy nó. Lạy Chúa, em bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Phải chăng đấy là bức tranh chân dung quả thân của em? Đúng rồi, vết dao do tay em rạch vẫn để nguyên. Vết sơn màu mận ở trên con dao palette nhoèn ra mặt tranh như vết máu khô ứa ra từ tim em. Tất cả số tranh bày trong phòng đều mang bút pháp siêu cảm. Chỉ riêng bức chân dung của em là hiện thực. Tranh không ghi giá và đề là không bán. Em không kìm nổi cảm xúc của mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng gương, lao xuống cầu thang. Bạch Yến, có tiếng gọi ở phía sau. Bạch Yến, em vờ như không nghe tiếng. Cuộc hành lạc bộ tam tái hiện trong trí nhớ khiến em căm ghét Lưu Ngọc. Sau này em hiểu rằng đôi khi căm ghét lại chính là âm bản của một tình yêu tuyệt vọng. Expo 2, Lưu Ngọc vẫn bày nguyên bức tranh tự họa ở vị trí ban đầu với biển chữ ZZ. Expo 3 lại tái hiện điều trên. Báo chí cho là ông ta đã tận dụng cái xác chết làm bùa ngải cho ngôi đền siêu thực của ông, giống như người ta dùng đen làm bật trắng, lấy bóng tối để tôn vinh ánh sáng. Bức chân dung tự nhiên trên chỉ là cái dễ dãi tầm thường làm đối trọng cho khái niệm dị hình siêu cảm bất khả chi ông tôn thờ. Lạy Chúa, thì ra những gì em vong thân cống hiến cho nghệ thuật chẳng qua chỉ là cái sơ khai thô lậu ít giá trị. Nó giống như thứ đệm thịt tinh thần mà thôi. Ôi, tại sao hôm đó em lại không băm vằm cho nát bét ra, mà lại chỉ rạch hai đường dao để làm vật hiến tế trần chuồng cho thứ nghệ thuật cao siêu mà chính em cũng chẳng hiểu. Bức chân dung quả tuân được phơi bày liên tiếp 3 lần trước công chúng chỉ để cố hạ nhục em sao? Sau đó ít lâu, báo đăng một bài phỏng vấn Lưu Ngọc. Họa sĩ đã ngất đi khi tiếp phóng viên. Người ta nói ông đang kiệt sức vì bệnh lao phổi đang ở thời kỳ thâm nhiễm. Tin này tác động mạnh mẽ đến tấm lòng thương cảm của em. Em có thể tha thứ cho ông mọi chuyện để được nhìn lại ông dù là một lần cuối. Khu vườn hoang vắng, ngôi nhà cô đơn làm tim em quặn đầu. Em vào phòng khách, chỉ có con chó vàng ve vẩy đuôi mừng. Em sộc vào buồng ông. Lưu Ngọc đang ngả mình trên chiếc ghế mây, phủ tấm chăn cũ kỹ lên đùi, ngồi phơi nắng sau khung cửa sổ. Mắt ông lim dim, mái tóc tiềm xương khô cứng, da mặt xanh tái báo hiệu nguồn sinh lực đang cạn kiệt. Bỗng ông hò lên rũ rượi, lấy khăn bịt miệng. Em chạy đến bên ông, đỡ tay xoa ngực cho cơn ho dịu đi. Khi ông bỏ khăn ra, một vệt máu tươi lẫn đờm loang lên chiếc mũi xoa. Em vội gói lại đặt vào chiếc chậu dưới gầm bàn. Cặp mắt mệt mỏi của họa sĩ cứ từ từ mở ra, mà ông ngỡ ngàng nhận ra em. Một nụ cười héo hon cũng đủ làm rạng rỡ khuôn mặt ông. Lưu Ngọc thều thào gọi tên em. Bạch Yến. Dạ em đây. Xin chào ông. Ông thấy trong người ra sao? Đã bao ngày nay tôi mong em quay lại. Tôi sắp ra đi rồi. Đi đâu? Xin ông đừng nói vậy. Em có lỗi với ông nhiều. Nay em muốn quay lại hầu hạ ông trong những ngày bệnh tật.
mong ông chóng phục hồi. Không thể hy vọng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Em đến muộn, song vẫn còn kịp. Ôi Lưu Ngọc, em yêu ông. Ông có hiểu lòng em không? Cảm ơn em. Hãy yêu ta như cha của em. Ta chỉ có thể trao cho em thứ cha cho con, chứ không thể tặng thứ chồng cho vợ. Em có thể hiến dâng cho ông tất cả những tình cảm tốt đẹp của con người mà em có, và hoàn toàn không đòi hỏi nhận lại ở ông điều gì. Ông là giáo chủ của hồn em, là thiên thần ngự trị trong trái tim em. Hãy nghe đời Bạch Yến, em giống tục hành đến kỳ lạ, khiến ta luôn luôn nghĩ rằng em là con gái người tình bất hạnh của ta, người chỉ còn phảng phất bóng hình trong bức tranh cháy dở do chính tay ta đốt. Thưa ông lầm rồi. Em không phải con gái người tình của ông, nhưng Tục Hành là dì ruột em. Khi ra đi ngăn cản hôn nhân với ông, dì đã bỏ nhà ra đi và nhà tu kín lâu rồi, làm sao có con được. Trời ơi, nàng vào nhà tu kín hủy hoại tuổi xuân thủ tiết với người tình, còn ta lại sống cuộc đời thác loạn ăn chơi ngập ngụa trong vòng hoan lạc để trả thù số phận. Ta thật có tội với nàng. Thế nhưng ông cũng để lại cho hậu thế những bức tranh bất tử. Còn gì? Thế nàng tu ở thánh thất nào? Thưa ông, Sơ Mary Tục Hạnh đã tình nguyện phục vụ ở trại hồi Phúc Lăng từ ngày em còn nhỏ và chẳng bao giờ gặp lại sư nữa. Mặt Lưu Ngọc vốn xanh xao lại càng tái nhạt đi. Ông không nói năng suốt buổi. Em tận dụng kỳ nghỉ phép để hàng ngày thuốc thang cơm nước cho ông. Lưu Ngọc thực tà tâm sự với em. Xưa kia gia đình ta rất giàu có, đông anh chị em, thuộc một dòng họ lớn nhất ở đất Ngũ Xá này. Khi chưa thành danh, ta là kẻ tàn phá cơ nghiệp của cha ông nhiều hơn cả. Mấy ngôi nhà vào tay ta đều bị bán đi để ném vào sòng bạc, nhà chứa và quán rượu. Cuối cùng ta phải sống ở ngôi nhà tử đường. Ta thuê gái mẫu trần chuồng nằm ngồi ngả ngốn trước bàn thờ gia tiên. Cha mẹ sợ uế tạp đã phải về rước bát hương đi nơi khác. Khi song tuần qua đời, anh chị em càng kinh ghét xa lánh ta. Đến tuổi ngũ tuần, ta mới có được triển lãm tranh đầu tiên. Kiếm được ít tiền, ta lại phung phí rất nhanh. Giờ đây ta cô đơn với gia đình thân tộc. Cả đến thân bằng cố hữu, gái điếm nhân tình cũng xa lánh nốt. Có thể vì ta không còn đồng xu dính túi, song đáng sợ hơn là căn bệnh dễ lây nên chẳng ai muốn mang vạ vào thân. Cứ tưởng sẽ chết bên con chó vàng, không ngờ em lại đến bên ta. Ta vô cùng biết ơn em. Xin ông đừng nói vậy. Ông là người tình của dì em, rồi đến em, thế hệ sau của bà cũng vẫn mê ông. Tục Hạnh vì thất tình nên đã hiến cả cuộc đời cho những người củi bất hạnh. Tại sao em lại không thể vì ông đi nốt những bước hoạn nạn cô đơn lúc cuối đời? Lưu Ngọc ứa nước mắt trầm tư và lần tìm bàn tay em. Ta chẳng có tài sản gì để lại cho hậu thế, nên không tính chuyện viết chúc thư. Thứ di sản tinh thần ta coi là lớn nhất gồm 10 bức tranh, trong đó có bức chân dung tự hoại của em. Ta muốn đó là món quà cho em, cháu gái của Thục Hạnh. Cả hai đều là người tình thanh cao và hư ảo của ta. Mong em đừng từ chối. Lạy Chúa, em không xứng đáng được nhận những bức tranh vô giá đó. Riêng chuyện em hiểu đó là vô giá cũng xứng đáng để em giữ nó rồi. Ta là một kẻ cuồng si, ta hủy hoại cả chân lẫn thiện để tôn thờ chữ Mỹ. Ta sùng bái vẻ đẹp tuyệt đối, tâm hồn duy Mỹ được tôn đến cực đoan của ta, khiến nhiều người coi là họa phái suy đồi sa đọa. Ta hy vọng hậu thế sẽ hiểu ta. Khi trưng bày, ta để vào đó giá tiền quá cao, khiến không ai mua nổi. Không phải ta chơi ngông, mà là muốn giữ lại những bức tranh ta yêu thích. Em cũng giải bày niềm tâm sự sâu kín với Lưu Ngọc. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy tuổi trẻ em đã sớm đương đầu với dòng bão của nhân tình thế thái. Ông nhận ra sự đồng điệu gần gũi giữa hai số phận. Ông tự họa đời mình bằng những cuộc hành lạc tàn phá thể xác, còn em lại hủy hoại mình bằng sự nhẹ dạ cả tin chạy theo những cuộc tình gian trá lọc lừa. Nay gặp được tri ân,
thì mọi chuyện đều trở thành quá trễ. 10 bức tranh đủ mọi kích cỡ được ông buộc gói thành một kiện. Sau lớp vải bố, lớp toan đều có bút tích, chữ ký của ông để tặng Bạch Yến. Cài vào đó là một bức thư ngắn ngủi, không địa chỉ. Ông chuẩn bị việc này từ trước khi em tới. Ông bàng hoàng xúc động vì tặng phẩm cao quý này. Em đã sống bên Lưu Ngọc những ngày cuối cùng. Em không muốn ông ra đi trong nỗi cô đơn. Đêm đêm em nằm cùng giường, vuốt ngực cho ông mỗi cơn ho, lau miệng cho ông khi tổ huyết, tắm rửa gội đầu, hầu hạ bô chậu cho ông tận tụy như người vợ hiền thảo. Và ông đã mất trong vòng tay em. Khi ông ốm đau, mọi người ghê sợ căn bệnh hay lây. Nhưng khi ông mất đi thì đám ma đồng lắm. Bạn bè rất nhiều, những vòng hoa trắng thay cho khăn tang, tiếng tút tít nức nở cho gào khóc kể lể. Mặt em khổ khóc, con tim rắn đinh bằng giá. Khi nỗi đau vượt qua sức thụ cảm thì nó tái tê, không thấy còn đau nữa. Mãi sau khi chôn cất xong xuôi, mộ yên mà đẹp cho người quá cố, em mới mở những bức tranh ông tặng ra xem. Bỗng nhiên em lăn ra khóc như mưa gió, không sao kìm nén được. Nhìn cảnh ấy, người mẹ linh cảm thấy nỗi đau của con gái mình, đau hơn cả khi bị lọc lửa, hơn mối tình đầu tan vỡ. Bà không hỏi mà chỉ ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai em. Những người mẫn cảm đa đoan như con thì không sao tránh khỏi kiếp đoạn trường. Mẹ đã nhắc tấm gương gì tục hạnh cho con nghe, mà sao con vẫn lao vào như con thiêu thân vậy. Tình yêu pha với nghệ thuật, nó giống như rượu cất bằng nước sông Mê, suối Lú, nhấp vào là say đến suốt đời, rồi đau khổ đến chết thôi con ạ. Các bạn vừa nghe xong phần 6 tiểu thuyết tình báo của tác giả Triệu Huấn, Người đàn bà tự thú.